Rút miếng mồi lên hả? Ừ. Rút chi? Miếng con một miếng mà. Đủ mẹ nó. Coi quay cho anh em xem coi. Lưới này hơi nhỏ rồi. Nó dính vô cỏ sao vậy? Nay mình đi nhấc bát nha các bạn. Đó. Đó. Câu gì nè ông nội ơi. Cái lưới người ta bự lắm. Đó, vậy là đừng tuốt cái miếng mồi lên luôn hả? Không có tuốt, để tao làm cho mình coi. Ừ. Còn vô miếng ấy nữa. Vô miếng gác này nè. Nó không có dướng cỏ hiểu không? Mình thọt xuống nó không có dướng cỏ nữa. Như của tao gì vô cỏ làm sao? Dính cỏ thì dính thì sao? Nè. Máng móc vô, máng vô lử. Móc vô lử. Cái mẹ của tao gì đủ mẹ nhỏ xíu à. Cái mẹ nó đi. Này hai cần cẩu đi nhấp hết nha các bạn. Trời ơi trời. Vậy mà không dính trời. Hết nó táp nha các bạn. Rồi vô cái chấp. Cái gì vậy? Cái chấu cái gì vậy? Quá. Trời ơi. Bay cái đó. Bự dữ không? Trời ơi trời. Xui dữ trời. Mẹ cái xe đang chạy. Con đầu tiên nha anh em. Chưa quay kịp nữa. Quay đi. Nè, bây giờ mới quay nè. Rồi, này con đầu tiên nha anh em. Con đầu tiên nha bạn ơi. Rồi rồi, lấy cái bầu. Nãy giờ sảy mấy con rồi, con này hơi bé nha. Trời ơi, cũng dính là mừng dữ lắm rồi. Nãy giờ sảy không. À, quá đẹp. Nãy dính con nữa mà không có quay được nha các bạn. Nãy ngay buổi chút đó là hai con rồi. Anh không dính một con rồi, con sao anh giật gớt. Nãy giờ giật sảy mấy con nha các bạn. Dính lên gớt xong. Ui con này bự hơn con ngoài ta. Bự hơn. Con Lý. Con thứ hai các bạn. Dính rồi các bạn ơi. Giữ rồi. Dính không? Rồi dính này khỏi sảy. Trời ơi dính nó treo nó kìa giống cắn mối dữ trời. Hạt lắm gẫm hay thôi ơi. Đỉnh. Đủ má tới chỗ này hai con rồi đó. Để gỡ cái này, gỡ cái. Đây các bạn ơi. Cái này người ta gọi là em bé nha. Nè không đủ. Cái này là nó móc vô tới hút mí mắt luôn làm sao vượt rồi. Ừ. Giật quá tịt. Gỡ. Gỡ đi. Thơm. Rồi. Bỏ đây cầm xuống đi. Gì đó sảy nữa hả? Trời ơi lụm. tay ơi cho má nè. Ủa má vậy hết con nữa. Tay đó nó giật nữa rồi kìa. Quá chuẩn các bạn ơi. Rồi lỡ tay lần này giật nữa các bạn ơi. Sảy hả? Trời ơi. Sảy hả các bạn ơi? Con này chắc rõ hơn con dính đầu tiên. Sảy mấy con bự không? Giờ gớt mấy con bự không à? Đi kêu đang tiến hay xuống đề? Xuống chân à? Thấy không các bạn? Nhỏ dài quá mình xe lên đọt rồi bớt cho nhỏ cục lại nha các bạn. Xuống lại giùm em cái nha anh. Đực luôn các bạn ơi, dằn quét luôn. Mấy con này mà sa mưa xuống một cái nó kêu cho nghe.
dính chứ. Bự hơn mấy con nãy nữa. Hạt bài thiệt nó đó chứ. Không có. Nhợ giờ nhợ hơi dài rồi xe nhợ cục mới bỏ xuống lỗ mấy lỗ nhỏ nhỏ được mày ơi. Đâu xe nhợ tao cục nút à. Cái lưỡi này như dính đạch hơn lưỡi đó gì anh ơi. Đây các bạn ơi. Dòm cái coi. Đây, thấy chưa? Bốn em. Nó con đầu tiên kìa, thấy không? Má nó vừa vàng mà nó còn bông nữa chứ. Giỡn giỡn giỡn. Nhợ hơi dài tao xe nhợ tao cục nút là. Không có hết, thấy không? Rồi đi ăn bỏ luôn đi. Chưa kịp quay nữa. Ủa nha. Chưa kịp quay nữa các bạn ơi, không dính rồi. Wow. Thấy không? Giật lên rớt xuống là bay ôm dính liền thấy không? Quá dữ quá dữ. Chuẩn chuẩn chuẩn. Xe người ta. Dính căng ơi. Dạ lên, dạ lên. Dính vợ dưới rồi. Rồi lự lự nó dính là dính chỗ hết luôn không vô đâu. Dính rồi, dính cây luôn rồi. Tay tay mày mày cầm cho nó quay trong đó. Vừa vừa ông nói cần câu miệng. Dính rồi. Bự không làm ghê vậy. Nhỏ à. Trời ơi con này được rồi. Mình dục á. Nó lỡ dính chỗ không dục đâu. Dính chỗ luôn cái gì. Giật lên chúng ta à. Ôi chỗ 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 mép à. Chỗ đó. Mép mà không dục nó đâu. Dính con nữa mấy bạn ơi. Íp íp íp. Bỏ vô đây anh đây. Má cái lưỡi đó là cái lưỡi đó tao nghĩ là bén hơn cái lưỡi bự ngoài đó tay. Lưỡi cá cha. Lưỡi cá cha nhấp nhảy hơn. Hai quận đi tay ơi, một quận là con ếch nó leo ra được. Cái này mình xài đồ chế không nha các bạn. Xài cái móc phá lưỡi đồ chế luôn nè. Có này có lông gì? Có gì? Có lông trâu. Đâu rồi? Đó. Phá vô lử. Đâu, bỏ lên tay coi nè. Đó. Đẹp không các bạn? Đơn giản thôi nhưng mà dính hết rồi. Xài đồ chế mà. Mình chỉ cần không cần đẹp, không cần mắc tiền. Mình chỉ cần có sản lượng là ok. Đủ em. Dịch luôn anh em. Đồng khơi luôn. Này học dịch đồng nha các bạn. Dịch nó đẻ lạc mà đồng nè. Định dậy ngóc nha. Ngóc được nha. Được ngóc được. Lụm vàng ốc được nhấp hết rồi. Hai con được rồi. Rồi chiều về các bạn ơi, đủ ăn các bạn ơi. Giờ về mở thành quả coi. Được 6 mấy con gì nãy giờ xảy quá trời các bạn ơi. Xài lữ dở, lần sau đi làm cái lữ khác im hơn. Đây sáu con phải không? Đêm thưa em mấy con. Và sáu con với chiến dịch. Cầm đây cái chiến dịch nữa. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Mà. Mấy con? Bảy con mà. Nào. Bảy con mà anh em. À, đúng rồi bảy con, có con nằm đen xì trong chiến dịch kìa. Trời ơi, chiến dịch thì màu trắng chứ. Đi thì máu què. Rồi cảm ơn các bạn. Tất cả các bạn đã xem video của mình nha.